Nghe hai sao bạn đã trở lại với channel mình Thành Trung bên đây. Và hôm nay các bạn thấy mình có một con gì đó. Đây là một con đồ chơi mới của mình nha. Đấy, con này là thiết bị bay cá nhân nha, kêu là Z Blast á, Z Bass gì đó, kêu là Z Bass, kiểu như cái ba lô mà để bay á. À, chỉ cần mình đeo này vô thôi mình có thể bay lên như Iron Man vậy. Nhưng mà có điều Iron Man thì nó xịn hơn, nhìn cái này nó còn hơi bự bự là phiên bản đầu tiên nên nó nhìn khá là cồng kềnh. Mình hy vọng sau này nó sẽ update lên còn kiểu như giống Iron Man vậy, có thể phóng từ hai đôi bàn tay mà bay lên được. À, hoặc là hai đôi bàn chân, bây giờ nó sử dụng động cơ rất là lớn. Thì cái này cái bình nhiên liệu, còn hai bên đây là động cơ nè. Động cơ để ở trên này là cánh quạt, ở dưới là bọt ống phóng nitro. Đó, còn đây là cái bình chứa năng lượng cũng như là hai bình nitro hai bên. Đây là thiết bị điều khiển nè. Đó, dây an toàn. Giờ mình sẽ đeo bấm nút khởi động. Ngầu chưa? Mình đã đeo đeo cái tai nghe vô để chống ồn cho cái động cơ này rất là lớn. Mình đang tập bay. Michael tập bay. Nè, xe trái, xe phải. Giờ tập bay cho bạn theo thôi nè. Bay lên. Ui. Ui. Qua trái qua phải. Nó không có giữ nguyên độ cao được bạn ơi, cái này phải bay hết trơn như mình bay lên nè. Mình kích quạt lên rồi mình không bay tiếp nên nó rớt xuống. Nhưng mà rớt chậm. Cái cánh quạt nó quạt cho mình như cánh chim đó, nó đập đập cho mình bay chậm xuống chứ nó không có bị rớt đột ngột. Còn mình muốn bay lên mình phải sử dụng khí nitro, khí phản lực á. Đó. Bay lên nè. Rồi mình buông ra là nó sẽ rớt xuống. Nhưng mà nó rớt chậm chậm nha, tại vì có cánh quạt nữa. Đó, nguyên lý hoạt động của nó là như vậy. Mình có thể lượng được. Nó hay lượn được ơi. Ngu lật luôn mẹ, trượt luôn rồi. Ôi má chạy hơ, cái này là làm bằng sợi carbon hết nha bạn nên nó rất là cứng, nó bị xước. Thôi này có thể không hiệu mammon full carbon luôn. Quá ngầu anh ơi, lên thẳng. Ủa đó, rồi bay coi nó cao được bao nhiêu. Mình đang nghịch sản phẩm mới này không biết độ luôn ta. Độ ơi. Ôi độ thiên bình nhiên liệu được. Này là gì không biết luôn. Súng đó hả? Rồi. What the fuck? Ông phun tên lửa luôn chứ. Quá gắt. Động cơ, mát động cơ. Ôi, độ màu luôn kìa. Nhìn nè như là vũ khí mà quân sự vậy. Phá được mục tiêu rồi kìa. Kích hoạt. Còn quả tên lửa. Không trúng, hai quả tên lửa. Tên lửa rất là yếu. Tên lửa này tên lửa nhỏ nên tầm bắn nó không hoạt động tốt lắm. Nhưng mà đã trúng được mục tiêu rồi. Người nào không cá nhân. Ui. Kích hoạt coi. Nó thì chiêu gì đó không ta, đèn thử bay bay cao lên đi hết mức có thể coi cái đạt độ cao tối đa của cái hai cái động cơ này là bao nhiêu mét. Ông phóng rất là mini luôn, bóng phóng không nghe tiếng luôn à, tầm bắn cũng rất là thấp. Michael quá gắt. Thấy Michael thấy cầu chưa, có tiền là mua được tất cả. Cao tối đa vậy ta.
qua tòa nhà cao nhất rồi các bạn ơi, lên chắc được 1.000 mét đó, vừa bay vừa lượn đi thôi. Ok, chiếc này mình nghĩ bay cao không có vui đâu, mình đi bay áp mình quậy đường nó vui. Dịch xuống. Bay khá tốc độ rất là chậm. À, kiểu như vậy nè, quậy quậy thành phố mới đã. Bạn hiểu ý mình chưa? Sẽ đại chiến với cớm. Có mục tiêu rồi, tiêu là xe cảnh sát, mình chắc mình phải ngồi trong khoang lái các bạn ơi, để cho dễ ngắm. Thôi ngồi ngoài đi, các bạn tới, các bạn đã tiếp cận mình rồi, tên lửa đã trúng mục tiêu, tên lửa trúng mục tiêu. Chồng không biết sao. Máy bay đâu, chúng ta phải hạ gục những chiếc máy bay. Đó là thứ duy nhất có thể chạm tới chúng ta. Máy bay nó lượn rồi, trời bay không ai phát hiện luôn. Ai tao đây, tao không sợ tụi mày. Lóc bắn Double kill. Cảnh sát làm gì được mình? Tên lửa nè. Tên lửa nè. Trời ơi, hạ hết mục tiêu luôn. Tên lửa nè. Tên lửa nè, tên lửa nè. Cũng sao rồi, máy bay hạ được máy bay, hai viên đều hụt máy bay hết, bắn máy bay này nó trâu á, máy bay nó tốc độ bay nhanh hơn mình, mà tìm cách hạ chiếc máy bay. Hạ chiếc máy bay thôi, đây là trận chiến giữa hai hàng này không. Không phóng mình không một hết, mình phải lắp chiếc máy bay lại. Không trúng đâu, máy bay nó bay gắt quá. À, mình bắn được, hạ được một chiếc rồi. Cứ như phim các bạn ơi, cứ như đây coi phim. Hụt quá. Nó lắc lẹo quá. Đúng là bắn máy bay ông phóng mà yếu yếu vậy, tốc độ bay chậm, rất là không khó trúng. Mình nghĩ mình cần 6 đồng á. Kế bên rồi nè, cũng người. Có ba đâu? Có vẻ như nó đang bay trên đầu mình. Biết ngay rồi. À, mày lão. Mình đã hạ gục tất cả máy bay. À, còn một chiếc. Không này thì nhờn ờ, mình có thử luồn lách vô mấy cái tòa nhà được không ta? Let it go. Bác
mình có thể vô mấy con hẻm được. À, bay còn quá, bay này khó cực luôn á. Ôi trời, tí nữa bị xe đụng luôn. Hãy luồn lách vô đây có được không? À, chóng mặt phải chưởng quá. Đúng rồi, lái này chóng mặt phải chưởng luôn, lái phen. Nhảy ra rồi nó có thể tự bay không? Rơi xuống nào. Có bộ điều khiển đâu ta? Bộ điều khiển không có rơi xuống hả? À, bộ điều khiển nó sẽ ở trên không của bạn ơi, nó không có rơi xuống luôn. Mấy láo này, mấy nhờ quá. Ok, hôm nay về test chiếc Jetpack sẽ kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Oh yeah.